Công ty Thanh niên Việt Nam được thành lập ngày 1 tháng 7 năm 2010, trụ sở chính tại 45 Tân Sơn, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh Hà Nội, số 46 ngõ 897, đường Giải Phóng, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Công ty ra đời trong hoàn cảnh đất nước đổi mới và hội nhập của thập kỷ thứ hai, thế kỷ 21 trong kỷ nguyên mở. Ngành hàng của công ty được sản xuất theo định hướng là hàng Việt Nam, theo nghị định của chính phủ để người Việt sử dụng hàng Việt. Trong nhiều mặt hàng mà công ty sản xuất thì có mặt hàng chủ đạo là phân bón hữu cơ vi sinh A2, AIG, thức ăn chăn nuôi, xử lý nước AIT Green cho thủy hải sản. Đề tài được nghiên cứu và sản xuất kết hợp bởi các nhà khoa học, tiến sĩ, giáo sư, Trung tâm Giám định Bộ Nông nghiệp cùng Công ty Thanh niên Việt Nam đã nghiên cứu và khảo nghiệm sản xuất thành công loại sản phẩm phân bón NPK vi lượng sinh học A2 cho các loại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đồng thời đã giảm và hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học, làm ổn định môi trường, nguồn nước, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng Việt Nam. Và có thể khẳng định, sản phẩm áp dụng công nghệ tiên tiến của ngành phát triển nông nghiệp trên thế giới được sản xuất theo quy trình hoàn toàn tự động và khép kín từ khâu nguyên liệu đến khi ra thành phẩm, được nghiên cứu và sản xuất theo công nghệ sinh học của Nhật Bản, Hoa Kỳ và Israel. Những thời gian khó khăn thăng trầm của những tháng năm từng bước ổn định và phát triển, cho đến nay, công ty Thanh niên Việt Nam đã có chỗ đứng tại thị trường Việt Nam, được người tiêu dùng, đặc biệt là người nông dân Việt Nam trên toàn quốc yêu quý và sử dụng sản phẩm. Với sự phát triển lớn mạnh không ngừng, công ty Thanh niên Việt Nam đã liên doanh với công ty cổ phần 1954 để mở rộng sản xuất ngày càng phát triển và cho ra đời nhiều sản phẩm, phục vụ và đóng góp cho ngành nông nghiệp Việt Nam. Nhà máy sản xuất của công ty cổ phần thương mại Thanh niên Việt Nam đặt tại nơi ở một địa danh rừng cọ đồi chè, đồng xanh ngào ngạt, có hai dòng sông là sông Lô và sông Hồng uốn lượn, địa chỉ tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, với diện tích 2,5 ha, tương đương 25.000 m². 10 năm xây dựng và phát triển theo xu hướng hội nhập của thế kỷ 21, công ty Thanh niên Việt Nam đã được công nhận của các tổ chức, các hội, kết nạp đứng trong hàng ngũ những doanh nghiệp có uy tín và chất lượng sản phẩm Việt Nam, đó là thành viên của Phòng Nông Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, thành viên Hội Sản xuất và Kinh doanh Thuốc Thú y Việt Nam, thành viên của Trung ương Hội Chống hàng giả và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam. Với những chiến lược, bước đi và vận hành trong sản xuất kinh doanh, công ty Thanh niên Việt Nam đã được ghi nhận cấp nhà nước và thành phố Hà Nội trao tặng danh hiệu cao quý cho sản phẩm, danh hiệu cúp hàng Việt Nam chất lượng cao 2014, danh hiệu thương hiệu vàng sản phẩm A2 năm 2015, danh hiệu cúp vàng phân bón lá A2 năm 2010, danh hiệu sản phẩm vàng cho nông nghiệp Việt Nam năm 2017, danh hiệu huy chương vàng sản phẩm A2 chất lượng cao năm 2018, được tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển ngành chăn nuôi và sản xuất thuốc thú y Việt Nam. Để tiếp tục sự nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh không ngừng phát triển theo xu hướng hội nhập, đổi mới của đất nước, công ty Thanh niên Việt Nam sẽ giữ gìn những giá trị của 10 năm lần thứ nhất là những thành tích đã đạt được và các dòng sản phẩm chủ đạo là sản phẩm phân bón lá NPK, vi lượng sinh học A2 dinh dưỡng hữu cơ dành cho cây trồng và sản phẩm dịch thủy phân AIG dinh dưỡng dành cho chăn nuôi gia súc gia cầm, sản phẩm xử lý nước AIT Green cho thủy hải sản và các chế phẩm sinh học vi sinh vật chức năng nano AG xử lý nấm vi khuẩn trên cây trồng và vật nuôi. Tôi đã dùng được cái này đã được vay là 1 năm rồi, thì tôi cũng cảm ơn cái công ty Thanh Liêm AIG này đã vay là đến với gia đình nhà tôi mà đã giảm được rất chi là nhiều cái là đỡ tiêu tốn thức ăn này. Tôi đã cái là sốt gà thì đã giảm đi được cái là 10 ngày đến 12 ngày là trong những cái đấy là tôi đã giảm đi rất chi là được nhiều tiền rồi. Tôi đã cảm ơn là công ty đã đến với gia đình nhà tôi ạ. Công ty tiếp bước 10 năm lần thứ 2 năm 2020-2030 với định hướng chiến lược sẽ ra nhiều dòng sản phẩm nữa để phục vụ và đáp ứng cho người tiêu dùng và người nông dân Việt Nam tiếp cận và sử dụng sản phẩm an toàn, đóng góp một phần vào công cuộc đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước với tiêu chí và nghị định của chính phủ, người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Các dòng sản phẩm của công ty đã khẳng định và chứng minh thực tế tại một số địa phương như ở Ninh Bình,
về cây lúa giống của ông Phạm Thanh Truyền ở tại Ninh Bình có diện tích giống lúa là 40 ha. Bác đã sử dụng bộ sản phẩm cường lực của công ty là phân bón lá NPK vi lượng sinh học A2 dành cho lúa, rau màu. Richard AG Nano chuyên nấm khuẩn và gói hữu cơ vi sinh vật chức năng cải tạo đất. Lúa đạt năng suất cao, ít hạt lép, ruộng ít cỏ, chuột không ăn cây, cây lúa chắc khỏe, cây cứng, đến lúc gặt lá vẫn xanh. Ông Phạm Thanh Truyền chia sẻ. Chúng tôi cảm nhận được là cái hay thứ nhất là nó phân hủy toàn bộ sản phẩm phụ nông nghiệp, bao gồm rơm, rạ, xác động vật, rồi là rễ cỏ, các loại ở trong khu vực ruộng của mình có cái gì nó sẽ phân hủy thành chất hữu cơ cái đó. Đây là cái thuận lợi thứ nhất. Cái hay thứ hai của cái anh này là tiêu hủy toàn bộ được nấm bệnh nằm ở dưới đất. Cây lúa mà phát sinh ra các bệnh nấm là mục đích trong trú ngụ tọa bổ ở cái đất của mình. Cho nên mình xử lý đất không tốt là sẽ sinh ra bệnh rất nhiều, kể cả phằng lùn, lùn sọc đen cũng nằm ở trong cái môi trường đất. Kể cả cái lúa ma cũng nằm trong môi trường đất. Kể cả những hạt thóc dại của các phụ khác nằm lưu lại cũng nằm trong đất. Nên khi đưa thằng này xuống mà xử lý thì nó sẽ phân hủy hoàn toàn thành chất hữu cơ để cho cây trồng nó của cái phụ tới nó phát triển, thì cái mầm bệnh, cái cỏ, cái lúa ma là sẽ không còn nữa. Vào đầu năm 2019, với nhiều cây công nghiệp như cam, bưởi, nhãn ở phía Bắc trong thời kỳ ra hoa, đậu quả hầu như bị rụng hoàn toàn. 80-90 hộ gia đình không nắm được kỹ thuật chăm bón cho cây nên nhiều nhà bị mất trắng. Với bộ sản phẩm cường lực của công ty phân bón lá A2 cho cây công nghiệp ăn quả, sản phẩm Richard AG Nano và gói cải tạo đất vi sinh vật chức năng, nhà bác Khuất Đình Vọng ở xóm Đại Đồng, xã Ngọc Lương, huyện Thanh Thủy, tỉnh Hòa Bình đã sử dụng bộ cường lực của công ty 4 năm liên tiếp và cây trồng đã đạt kết quả cao, và đặc biệt năm 2019. Với khí hậu khắc nghiệt thay đổi về thời tiết, nhưng cây của bác Khuất Đình Vọng vẫn đạt kết quả cao, cây vẫn ra hoa và đậu trái bình thường, cây khỏe, quả nhiều và đẹp. Bác Khuất Đình Vọng chia sẻ. Tìm hiểu nhiều các loại phân bón lá, thế nhưng mà chúng tôi đã thấy là so sánh qua quá trình sử dụng và thực tế kinh nghiệm so sánh, để mà các sản phẩm phân bón lá thì chúng tôi thấy là sử dụng phân bón lá A2 rất hiệu quả. Thế khi tôi dùng cho cây bưởi, kể cả các loại cây bưởi, cây non và cây cho quả thì đều thấy nó rất là hiệu quả. Cụ thể là đối với cây bưởi non thì chúng tôi phun định kỳ hàng tháng một lần phun, thì cây nó phát triển bộ lá to, khỏe, bóng, đều và kháng được với các loại nấm và đặc biệt là nhện đỏ. Và A2 bổ sung các vi lượng cho cây trồng, đặc biệt cho cây bưởi của chúng tôi, nếu bị vàng lá thì chúng tôi sử dụng A2 là chỉ trong vòng 10 hôm là thấy cây bưởi khỏi ngay và khỏe phát triển lại. Thưa quý thính giả, chiều ngày 13 tháng 6 năm 2019, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại Thanh niên Việt Nam và xã Quân Bình tổ chức hội thảo đánh giá chất lượng sản phẩm sinh học phân bón lá A2 dùng cho cây lúa. Mô hình được triển khai thực hiện tại cánh đồng Nà Trùng thuộc thôn Nà Búng, xã Quân Bình, với 1.000 m² có một hộ tham gia. Hộ dân tham gia được Công ty Cổ phần Thương mại Thanh niên Việt Nam hỗ trợ 100% kinh phí mua sản phẩm, hướng dẫn quy trình sử dụng như tỷ lệ và liều lượng sản phẩm cho các loại cây trồng. Đặc điểm của sản phẩm phân bón lá A2 là phun qua lá sẽ giúp cho chất lượng cây lúa cứng, lá dày, bông dài, hạt chắc, hạn chế được sâu bệnh, bổ sung nhiều dưỡng chất thiết yếu cho hệ vi sinh vật, phân giải các chất hữu cơ, giảm 50% phân bón gốc. Kết quả so sánh mô hình sử dụng dòng sản phẩm phân bón lá A2 năng suất đạt 60 tạ trên 1 hectare và mô hình không sử dụng sản phẩm năng suất đạt 50 tạ trên 1 hectare. Chị Dương Thị Thảo, thôn Nà Búng, xã Quân Bình cho biết. Từ ngày gia đình tôi dùng cái phân bón lá A2 này thì tôi cảm thấy rất là tốt, rất là hiệu quả, bởi vì khi tôi dùng cái dòng sản phẩm này thì là cây lúa rất là phát triển tốt này, xong rồi là phun 3 giai đoạn thì là cây lúa phát triển tốt, thế nên là bông lúa rất là đẹp này, xong là không có sâu bệnh này, không chuột cắn, rồi là cây lúa thì phát triển đẹp lắm. Khi chị phun cái này so với các cái dòng sản phẩm khác thì chị thấy cái sức khỏe của mình như thế nào? Từ lúc dùng cái này thì tôi thấy rất là an toàn, bởi vì
so với những cái sản phẩm khác tôi dùng ấy thì nó rất là độc hại. Khi phun về thì người rất là mệt, rất là yếu, nhưng mà từ khi dùng cái loại này ấy, thì là tôi thấy rất là an tâm, an toàn về cho sức khỏe với lại cho môi trường. Bởi vì dùng cái này thì tôi thấy an toàn. Đây, A2. Vâng, đây là A2, chị xử lý dưới ruộng của nhà mình. Là chị xử lý như thế nào ạ? Trộn với đất, coi là mỗi một xào gói này là 2 xào. Vâng. Trộn với cát xong rồi rắc. Rắc xong rồi là bắt đầu với họ cày lên thì mình rắc trước. Một lần xong rồi rắc sau, một lần nữa là 2 lần. Thì hết một lần thì là cái tô 2 lần là tốt. Vâng. Ở đây chỗ này là tôi rắc 2 lần. Dạ, chỗ này là chị rắc 2 lần. Mà ruộng của người ta thì rất là có nhiều nải. Ruộng đây là vụ mùa năm 2020. Và một bên thì người ta không xử lý thì nài lên rất là cao. Vâng. Đây ạ. Nài lên rất là cao mà gốc rạ rất là tươi. Ở bên của nhà chị thì nài không tươi. Đó, người ta cũng đang là đi gặt đây ạ. Vâng, đi nhặt lúa. Vâng. Cảm ơn quay mặt. Em kết hợp em phun thì với cái sản phẩm này tốc độ đẻ nhánh rất là nhanh. Mà nó đẻ nhánh nhất là xòe, mà cây nó rất là đẹp. Xanh, vâng, nó đẹp. Rễ nó trắng ra. Thì em lại không bơm lần thứ 4 vì là lần thứ 4 em thấy nó tốt quá. Trước cái thì là em không dùng cái sản phẩm A2 này thì bông nó chỉ thôi, nó không có cái những cái trễ quấy này. Nhưng mà từ 2 năm nay em dùng. Mẩy từ đầu đến cuối. Vâng. Và cái hạt cuối cũng mẩy hết. Thưa bà con, nâng cao thu nhập là mong muốn của rất nhiều hộ nông dân, và đây cũng là những điều trăn trở của các cấp các ngành, đặc biệt là cán bộ phòng khuyến nông huyện Nam Trực. Dưới đây là lời phát biểu của ông Trần Văn Thế, trưởng trạm bảo vệ thực vật huyện. Trong thời gian qua thì nhờ sự giúp đỡ của một số công ty, trong đó có công ty Thanh niên Việt Nam, thì cũng về huyện Nam Trực đưa một số chế phẩm cho trồng trọt. Thì nhìn chung là bà con nông dân bước đầu cũng đã áp dụng, đặc biệt là từ khâu ngâm giống trở đi, rồi khâu chữa cho mạ chống chết rét, cho nên phun làm cho mạ rất là khỏe. Đấy. Và đặc biệt trong vụ 2016 này thì trong điều kiện thời tiết đầu vụ nó rất là rét, cho nên là nhờ có cái chế phẩm A2 của cái lúa ấy, thì nông dân đã trực tiếp phun, thì rễ nó phát triển thì bà con mới tranh thủ được phân sớm. Cho nên là làm cho cái dàn lúa là phát triển sớm, hữu hiệu tập trung. Đấy, cho nên là sâu bệnh về cuối vụ nó giảm. Đấy, vì vậy mà là cái chế phẩm sinh học A2 này chúng tôi đánh giá là một chế phẩm rất là tốt. Rất là tốt. Một là được đạm đi. Hai là làm cho cây cứng, lá dày. Cho nên là sâu bệnh là rất là ít, mà đỡ phải phòng trừ sâu. Đặc biệt năm nay là cái rầy cuối vụ là nhiều. Nhiều hộ xã viên là bị rầy. Nhưng mà những hộ xã viên là có dùng A2 này thì hầu như là không rầy vì cây nó khỏe. Đấy. Đây là một trong những sản phẩm rất là tốt. Mà hiện nay là chúng tôi có băn khoăn mỗi cái này khâu tuyên truyền thì hiện nay là cái khâu tuyên truyền còn rất yếu. Vì thứ hai là một số vẫn còn chưa tin. Và cái này, cho nên là nhiều khi công tác tuyên truyền nó còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà chúng tôi sẽ tin tưởng rằng là trong thời gian tới chúng tôi sẽ quyết tâm mở nhiều cuộc hội thảo để cho bà con nông dân là nắm vững để mà ứng dụng. Một là giảm được đạm, hai là giảm chi phí, đặc biệt là nông sản chất lượng nó sẽ tăng lên. Đấy. Mà đặc biệt cái dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cho nông sản rất là thấp. Thì đấy là một cái hướng đi đúng mà huyện Nam Trực chúng tôi đang quyết tâm phấn đấu ứng dụng trong các vụ từ mùa tới. Đặc biệt thì từ vụ xuân năm 2014, thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì công ty Thanh niên đã phối hợp với phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông của huyện, trạm thực vật đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật tập huấn cho bà con nông dân, đặc biệt là cung ứng cái sản phẩm phân bón lá A2 tới bà con nông dân trên địa bàn toàn huyện. Trong đó từ cái vụ xuân năm 2016 thì đã chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và cung ứng cho các hợp tác xã, trong đó có hợp tác xã nông nghiệp Nam Thái cái sản phẩm phân bón lá A2. Và thực tế thì trên đồng ruộng thì qua kiểm tra cũng như qua đánh giá thực tế của người nông dân, tôi thấy rằng là cái sản phẩm phân bón lá A2 này đã giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển, chống chịu rét ở vụ xuân, đặc biệt là khả năng đẻ nhánh cũng như là cứng thân cứng lá, rồi là hạn chế sâu bệnh, đặc biệt là cho cái năng suất thì cao hơn so với đối chứng. Chính vì những kết quả đó thì từ vụ mùa năm 2014
16 trở đi. 20 ngày sau chứ không đến một tuần, không đến một tháng đâu. Vâng. Trong cái tài liệu hướng dẫn là 30 ngày nhưng cái thực tế chỉ có 20 ngày thôi. Vâng. 20 ngày là nó đã phân hủy hết rồi. Vâng. Trông thì còn hình cái rạ nhưng sờ là nó gãy mủn rồi. Vâng. Đấy, sau khi đó anh phải cái gói xử lý đất bé đấy, màu xanh mà hôm nay đấy. Là cái A2 đấy, cái vâng. A2 đấy là anh phải cái xử lý đất đấy. Đấy là sau đó là anh cho cấy. Vâng. Phải nó thì đúng ra quy trình chăm bón của cái lúa này này là phải một bao 25 cân NPK tổng hợp cho một sào Bắc Bộ nó 300 m² đấy. Nhưng anh chỉ phải hai sào một bao, tức là giảm 50%. Và giảm 50%. Giảm 50%. Vâng. Và anh giảm luôn đạm, đạm 7 cân anh giảm anh cho có 3 cân. À. Đấy mà anh phun cho A2 cho nó là 4 lần. 4 lần. 1 lần mạ lúa 3 lần. Vâng. Tức là một lần anh cưới chung me đấy hồi xanh này, lần đẻ nhánh này. Đấy và cái lần đứng gái năm đầu. Vâng. Và đấy, khi anh sử dụng cái sản phẩm không, anh... tức là không hề có cỏ nha. Nếu như đã phải xử lý đất và xử lý lâm đạ rồi thì không hề có cỏ. Không hề có cỏ. Nghĩa là anh xử lý lâm đạ rồi là đảm bảo không hề không, có cỏ. Không có cỏ luôn. Không sử dụng một tí thuốc cỏ nào. Không một tí thuốc cỏ nào luôn mà cũng không thuốc trừ sâu luôn. À. Đấy. Hiện tại nó đang đây. Vâng đây. Mà toàn bộ dân đây là người ta đều phải thừa công nhận. Đấy. Đấy mức mức chín mà mức chín như nhau. Ừ. Đấy. Thì có phải rõ ràng là nó phải là năng suất hơn đâu. Rồi. Nhìn nó. Đây là cái giống lúa như của anh. Nghĩa là anh cấp giống lúa cho. Cấp giống cho dân cấy. Vâng. Đấy nhá. Thế thì giống lúa của anh đang đây. Mình mất một bông lúa bất kỳ của họ nhá. Này. Thì em nhìn nhá. Số hạt nó ít nhá. Hạt đúng ít. Không? Mà lép. Nép nhiều. Đen nhá. Đầu. Trên đầu nhiều nhá, trên cậy nem nhiều là nhá. Bộ lá. Bản lá nhỏ nhá. Mỏng. Lá mỏng nhá. Vàng nhá. Lá đỏ. Màu vàng mà hiện tượng cháy đầu lá nhá. Vâng, cháy đầu lúa lá. Lúa chưa chín hết là cháy đầu lá nhá. Vâng. Đấy. Đây. Còn cái bông lúa của mình đây. Đây là cái giống lúa anh này cấp cho bà con nhân dân cấy. Đúng rồi. Đây. Mà đây. Còn đây. Lúa đỏ đúng không? Đúng rồi. Đó. Thằng này không đây nhá. Còn đây là cái lúa của mình. Sử dụng công nghệ gì? Công nghệ Lalo của A2. A2. Đây, bản lá hai cái lá khác nhau. Vâng. Một cái lá to như này. Gấp, cái này gấp gần như gấp đôi. Đúng không? Rồi. Nhá, bông lúa đang đây, tỷ lệ nếp nó ít, bông nó to trông như thế này. Em thấy như thế nào? Đây. Trông thấy nó khác nhau rồi nhá. Đấy, hai cái lá lúa này khác nhau. Đây, thực cùng một loại lúa đây là anh đây cùng một loại vâng. lúa cùng một loại anh lúa. Tên là gì nhỉ? Tôi tên là Truyền. Anh Truyền, chủ tịch hội đồng quản trị giám đốc hợp tác xã ngành hàng Khánh Công. Đấy. Mà anh cung cấp cho bà con cái giống lúa cùng một loại giống cùng lúa loại giống. Đây cho bà con cấy mà không sử dụng A2 đúng không anh? A2 đúng rồi. Vâng, mà đổ hết mà bản lá bé mà bông nó lúa rất là bé. Đây không dùng A2 cho nó đang đây. Vâng đây không sử dụng A2. Đấy mà tôi sử dụng A2 cho nó A2 thì đây. Đây bà con thấy không ạ? Đây. Đấy là cái lúa của nhà anh sử dụng A2 đây. 2 hectare. Bản lá rất là to. Bản lá to. Mà tất cả là bao nhiêu nhỉ? 2 hectare. Nhưng hiện nay là tôi đã sử dụng cái Trichoroma này mấy năm rồi. À dạ. Mà nó có nhiều cái tác dụng. À. Thứ nhất là cái nấm đối kháng. À đúng rồi. Mà giờ kể cả như vậy, cái quan trọng nhất là lạc, rồi bầu bí. Rồi hiện nay là lạc chết đẻo này, bầu bí cứ lên khoảng 3 đến 4 lá thật là chết. Là do đó là quăng cái hoặc tưới cái nấm đối kháng này thì tưới 5 ngày là coi như là hoàn chỉnh. Cái nấm Trichoderma này. Nấm Trichoderma mà riêng cái nấm Trichoderma này là tôi đã sử dụng rất nhiều rồi. Đấy. Mà có thời gian tôi đi mua như vậy là không có. Chú sử dụng cái Trichoderma này cho cây gì ạ? Riêng cái Trichoderma là tôi dùng cho thứ nhất là lạc. À, vâng. Thứ hai nữa là 1-2 năm nay tôi đã dùng cho thuốc lào. À thuốc lào. Thứ ba nữa là tôi đã dùng cho bầu bí và mướp đắng. Thì vì tôi xét thấy là trước kia là mình là bà con là sử dụng phân chuồng. Trước khi mà mình cấy hái hoặc cái gì là rắc phân chuồng bắt đầu đi cấy. Nhưng bây giờ là không có phân chuồng mà hoàn toàn sử dụng mà hóa học. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thuốc xì cỏ. Là nó đóng váng đất. Mà khi mà cây đã bị đóng váng đất là nó sẽ dễ thì không phát triển được. Mà bà con thì cứ tương phân đạm vào để cho nó ra dễ, để nó bốc thành lá, chứ còn cái gốc không quan trọng. Nhưng bây giờ cái cây là chủ yếu là trước bộ đầu lá. Tiên là phải là bộ gốc đã, rồi mới tới đến bộ lá. Gốc có chắc thì ngọn với xanh tốt. Chính được xác. Chứ không thể lấy được. Thì cái năm vừa rồi là tôi đã mua 16 gói kia và tôi rắc ở bên chiều. Như mọi khi là thỉnh thoảng ở ruộng là cứ có cây nó lùn tịt xước. Nhưng năm nay là không có, và từ đầu mùa rồi là tôi chưa phun một lần thuốc sâu nào, là có tác dụng là đối với là về phần đất là để cho nó tơi xốp đất để dễ phát triển. Mà về A2 thì bây giờ bà con thí dụ như nếu mà bà con có điều kiện gieo sau 15 ngày các bà con sẽ phun cho một lượt, mà các bà con nên phun gieo thưa thôi, không nên gieo mau. Xong bắt đầu là phun cho một lượt, bắt đầu là nó sẽ, cái gốc của nó sẽ bành ra, to đúng ngón tay và nó sẽ để chạy ra hai bên.
là cây rất là cứng, cho nên là vì là tôi có một mình mà không có thời gian thì tôi không phun được, nhưng khi tôi thấy nó xấu hoặc nó bị rét tôi phun là tôi thấy cái hiệu quả như vậy. Cây lá rất là cứng, cây độ cây rất là cứng, lá rất là dày, là đỡ sâu bệnh, và đến lúc thu hoạch kể cả hạt gạo cũng nó khác mẩy và trong và không nát và đỡ độ lép. Đến khi lúa bắt đầu cuốn xuống cuốn câu, bà con phun cho một lượt nữa, độ mẩy và hoặc lúa to và ấy, nhà tôi sẽ tăng lên 2 công đồng lúa so với là mọi khi tôi không phun. Đấy là tôi làm, là tôi sẽ kết hợp là như vậy. Mà tôi cũng khuyên bà con là bây giờ bà con thì cái nhìn thấy thì các bà con tiếc, nhưng cái sự vất đi là không nhìn thấy thì không biết, vì cứ tương xua là phân xuống thì là dễ không ăn được, nó sẽ bốc hơi hoặc nó sẽ nằm trong đất. Thì cái vất đi đấy là không nhìn thấy, nhưng cái mà mình bỏ ra thực tế để là cải tạo đất để cho dễ phát triển để ăn được phân thì đắt tiền, bà con tiếc tiền không dám chi. Tôi đi mua phân, có người họ bán phân họ còn bảo tôi là chị mua cái này làm gì cho nó tốn tiền. Đến 10 năm nay rồi là tôi cải tạo cái đất đấy, vụ nào tôi cũng mua cái kết hợp. Là trước quá kiên trì luôn. Trước khi là tôi gieo lúa là tôi phải trộn cái đấy tôi rắc. Người ta còn bảo là chị đừng nên rắc, nó rét rồi nó chết. Nhưng mà bây giờ ta phải bón lót thì nó mới chắc được rễ, rễ nó ra nó tâm được xuống là nó chắc rễ, là cây lúa cứng nó không bao giờ bị đổ. Thế bà con ta thì chỉ gieo xuống cho nó xong lần, sau khi cái cây lúa bén lên là đưa phân đạm ra giải cho nó bốc lên lá thôi. Nó tốt vậy nhưng mà rễ không có. Thế là khi mà nó tốt lên xong bắt đầu là nó bấy cây, đạm bao giờ cũng bấy cây, mà rắc cái đấy vào, rắc bao nhiêu nó ăn bấy nhiêu. Thì ta có rắc vào nữa nó cũng thừa, nó tốt rồi ta còn rắc làm gì nữa. Cho nên là bà con nên vận dụng bây giờ khoa học, các cô đưa về, các cô có trình độ nói như tôi là người thực làm, vì cái phân đó A2 kia là tôi đã làm rồi. Mà kể cả là rau cũng vậy, người ta cứ bảo là phun qua lá vậy là nó hại, không riêng cái A2 kia, nếu mà rắc phân vào xong là phun ăn rau rất là ngọt, nó dày lá dày mà rất là ngon, chứ không phải là phân bón qua. Nếu được cái A2 kia mà phun mà bán cho các bà, nhưng người ta toàn phun cái kiểu kích thích chất nó làm nó tốt lên đấy, chứ không được như cái kia. Cứ một năm là tôi mua 30 lọ về tôi phun hết tất cả các thứ, nhất là ngâm mạ cũng vậy, mộng mạ rất là mày đều 100% đều rồi. Bà không cái đấy, bà dùng những cái gì nào thôi. Bà dùng những cái gì rồi? Bà dùng hết mấy thứ rồi. Cho cây gì cứ nói đi, cho để đỡ bẩy. Cho lúa này, cho cá chăn nuôi này. Rồi. Cho cá ao cá này. Rồi, bà cảm thấy thế nào? Nói chung là rất tốt. Nano bạc, thế là nhà cô bị nấm đầu. À, nhà cô bị dùng nano bạc bị nấm đầu. Vâng, mà tê gội 3 lần thấy khỏi rồi, chả gội nữa. À, thế à? Vâng. Còn cái cho cây lúa thì là tê dùng nhiều rồi, thì cái sản phẩm lúa là rất tốt, mà được gặt trước một tuần. À, được gặt trước một tuần mà rất là tốt. Có hạn chế được sâu bệnh không cô? Có hạn chế vâng. được sâu bệnh. Bà dùng rồi. Vâng ạ, cũng vậy ạ, cũng tốt vậy ạ. Vâng. Bà dùng nước gà thấy thế nào? Khô chuồng. Vì khô nếu chân. Mà gà mà nó đi ở nhãi thì ta vãi cái phân này vào là nó làm tơi xốp cái phân này. Cái phân. Vâng. Gà trống lớn như thổi. Bây giờ có sử dụng cho chăn nuôi thế với lại cây lúa. Thì ông cảm thấy thế nào? Nói chung là sử dụng cái này thì nói chung là nó đảm bảo và hơn nữa là tốt. Hiện nay ở đây chúng ta là có khoảng hơn chục người này, 15 người, 16 người là đều dùng hết cả rồi đúng không ạ? Mà cả thôn dùng hết. Cả thôn dùng hết. Vậy bây giờ con muốn hỏi là có bác nào dùng không tốt không ạ? Chả có ai. Ai dùng tốt đúng không ạ? Nhất nhà cô là dùng lọ nấm, cái này là lọ nấm này đúng không cô? Quay lọ nấm này đúng không ạ? Vâng, là cô. Nghĩa là chú bị hay là cô bị? Chú bị bệnh nấm mà chú gọi, cô mới cho chú gọi 3 lần, khỏi rồi, bây giờ là không gọi nữa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
xuống sân buồn làng. Đồng hôm nay ngô khoai chanh hoa thức chanh quê. Đây là khoai tây của bà con nông dân xã Quỳnh Nguyên, Quỳnh Nguyên, huyện Quỳnh Phụ. Sau khi hơn một tháng trồng khoai tây sử dụng sản phẩm phân bón A2 nhé, khoai tây rất là đẹp, phát triển đều đặn. Bạt ngàn khoai tây của Quỳnh Nguyên. Đây là sử dụng phân bón vi sinh với lại phân bón A2 để chăm sóc thì khoai tây nó phát triển rất là đều đẹp. Còn bên này không sử dụng này, cái ruộng này chết nhiều, đấy. Chết không lên được, đấy. Thấy chưa nào? Thế nên mình biết là cái tác dụng của cái phân bón A2 là tuyệt vời luôn nhá. Trồng cấy thì anh cảm thấy cái bộ lá rau của anh như thế nào, năng suất như thế nào và thu nhập thế nào, và khi sau anh cứ sử dụng cái sản phẩm này thì anh cảm nhận thấy nó cái lợi ích như thế nào? Chung là riêng cái gia đình tôi trước kia là không sử dụng cái, chưa sử dụng đến cái sản phẩm này, nhưng gần đây thì chúng tôi mới được biết đến cái sản phẩm như là chi chưa để ma này và lan ô bạc và A2. Thế thì qua đợt nước rau này nhà tôi sử dụng là nước rau đầu tiên thì tôi cảm nhận là thứ nhất là nó nhanh hơn được từ 5 đến 7 ngày, trước khi thu hoạch được 5 đến 7 ngày. Cái thứ hai nữa là cho cây là phát triển rất khỏe mạnh, cây mà cận lá thì to, cận lá to, bản lá to, dày lá, không bị bệnh tật gì. Nên đặc biệt cây là không có một lá vàng nào trên vòng. Thế mà cận lá là rất to, bộ lá thì to mà dày lá chứ không mỏng lá như những sản phẩm khác. Thế thì gia đình tôi cảm nhận là như vậy. Thì do cái chi phí trước đây anh, chi phí này giữa trước đây anh sử dụng và bây giờ anh sử dụng thì anh cảm nhận thấy là giảm được chi phí bao nhiêu phần trăm? Nói chung là sử dụng cái sản phẩm này thì các loại phân nhà tôi sử dụng thì giảm được 30% các loại phân sử dụng. Đấy là giai đoạn đầu tiên. Giai đoạn đầu tiên. Còn nếu như giai đoạn thứ hai, nếu như lần hai mà như các nhà sản xuất như là cho biết đấy, thì nếu như lần hai thì ta chỉ cần rắc một gói chê chô để ma này cho một xào thôi. Nhưng lần đầu tiên thì ta phải rắc hai gói. Thì tốt nhất như nhà dành nhà tôi sử dụng mà cảm thấy phù hợp, thích hợp nhất là ta đảo với cái đất. Đất của gia đình mình phay lên cái là ta bốc luôn đất rời, ta ủ, ta đảo. Thế thì họ nó ăn cái ẩm từ đất ra thì là ta rắc nó không bị bay. Đấy. Chứ nếu như mà trước kia là bỏ đảo với lân ấy, thì nó không có chất ẩm. Thế là đảo vào rắc thì nó vẫn bay. Nhưng đảo ngay với cái đất rời của mình là hợp lý nhất. Mà tốt nhất là đảo được trước được khoảng nửa tiếng hoặc là một tiếng. Tức là mình ra đồng mình lấy luôn đất, mình đảo luôn ủ sẵn đấy, xong mình làm xong ruộng. Cái là mình gần đến lần cuối cùng là mình rắc. Rắc xong cái là mình cạo qua đất, mình nắp đi, không là mình đại lên nông thôi. Em muốn hỏi anh là trước đây anh cứ sử dụng trồng cái này, anh có sử dụng cái sản phẩm chico để ma của bên ngoài không? Trước kia gia đình tôi cũng đã dùng chico để ma, nhưng mà dùng chico để ma của bên ngoài không có A2 này. Đấy. Thì thực chất mà nói thì giá trị sản phẩm của nó thì họ chỉ bán có 65.000 một cân. Nhưng mà thực chất mà nói thì sản phẩm nó khác hoàn toàn với chico để ma này. Chico để ma này là chico để ma hữu cơ. Thế mà nếu như mà đổ hai gói này với một gói kia của họ ra thì nó khác hoàn toàn, chứ nó không giống nhau. Nên là nếu như mà ta nhầm tưởng là cùng là cái tên chi chô đề ma mà ta nhầm tưởng cùng là như vậy, nhưng mà nó khác hoàn toàn. Nếu ở trong ruột như ở đây bán là không phải chi chô đề ma xịn. Đấy là tôi được thực chất có mặt rời, tôi không nói dối, là đúng là ngồi với cô ở viện khoa học, cô ấy nói là như thế. Là phải 300.000 trở lên một cân thì mới nói chi chô đề ma xịn. Vậy thì khi anh sử dụng là anh sử dụng như thế nào? Anh trộn cái này này. Đầu tiên anh trộn cái đầu này. Đầu tiên là làm đất, là trộn cái này rắc. Xong là đấy là anh khi xong anh là đại ni lông xong là rồng. Rồng xong cái là được khoảng 10 ngày. 10 ngày giả ra, tức là được tưới phân lần đầu tiên rồi đấy. Thì
một lắp A2 này cộng với lửa lắp Lan Âu Bạc này cứ phun 10 ngày một lần, hoặc là phun sâu ta cộng lẫn vào bình thường như các loại sản phẩm khác thì nó sẽ cho được sản phẩm đúng như thế này. Đây, quay cho được sản phẩm đúng như thế này, tức là tròn, lá thì to khỏe, cây khỏe cây, còn củ thì mà ra mã thì đẹp rồi, ra mã thì đẹp rồi. Thế mà đặc biệt cái lá nó lên là rất là sáng, lá lên rất sáng mà rất sạch cây, không có bệnh tật. Như bà con nhìn thấy lá sáng mà không có bệnh tật, không như những cái loại như nhà chưa dùng sản phẩm. Chốc các bà con xem những nhà không dùng sản phẩm này này, cái bộ lá nó vẫn có phần xỉn xỉn, nó không được sáng như thế này. Thế là bác phun là bác có lẫn cả thuốc sâu không? Lẫn cả thuốc sâu, cứ phun bình thường, coi như mình phun bình thường và cộng thêm lửa lắp Lan Âu Bạc này và một lắp A2 này. Đấy, cho bình 16 lít. Ta cứ phun bình thường 10 ngày hoặc là một tuần ta phun, phải phun sâu thì ta cộng vào, chứ ta cũng không phải phun riêng gì cả. Nghĩa là cái quan trọng nhất là không có một cái lá, gần như là không có một lá nào vàng. Đúng rồi. Nhưng đợt trước là bộ lá bóng này, dày này và nó mướt lá đúng không ạ? Wow. Và cái quan trọng còn kỹ đợt trước anh em mình nghiệp anh thì toàn bộ một số nhà không sử dụng thì coi như là cái bộ lá vàng hết. Thế mà đặc thù như này, đây này tôi nói thêm là đặc thù là vừa rồi có sử dụng 2 ruộng, thì một ruộng dưới kia cho bà con xem là ruộng đấy nó có 7 luống, thì thực chất là nói là 2 luống bị bệnh, mà bị bệnh nặng, bị bệnh vẹo vại, mà bây giờ là dân ta thường vẹo vại đấy. Mà là dân ta bây giờ nó đang rất là chối về cái bệnh ấy, không có thuốc đặc trị. Đã sử dụng rất nhiều sản phẩm để phun gốc, để tưới, nhưng vẫn không hiệu quả. Nhưng mà vừa rồi thì thực chất bà con là tôi có dùng sản phẩm này, mà chốc bà con ra thăm là đến bây giờ là không bị, trên ruộng đấy không bị một cây nào, không bị vại củ một cây nào, là chốc nó bà con thăm. Mà trước kia là thực chất là 7 luống là bị 2 luống dọc, là của nhà xóm như kiểu họ bị 4 năm nay rồi, như kiểu nó lây sang, nó rướm nước vừa họ cấy, nó rướm nước nó lây sang. Là bây giờ là vừa rồi nó bị 2 luống. Thì tôi dùng sản phẩm này đợt vừa qua là đến giờ là không bị vại một cây nào. Không bị vại một cây nào. 3 luống gần như không được thu. Vâng, 3 luống vừa rồi thì như các cô ấy đã chụp và đã quay đấy là biết rồi. Không được, gần như không được thu. Chỉ được thu khoảng 4-50%, nhưng đến giờ là không bị vại một cây. Nói gia đình tôi thì trồng rất là nhiều năm nay rồi, nhưng mà đặc thù cái là riêng năm vừa qua là lứa đầu tiên nhà tôi trồng, là ruộng này có 7 luống là bị 2 luống này. 2 luống này là gần như được thu, mà chỉ được thu khoảng 25-30%, đấy là thực tế. Xong cái đợt đó thì nhờ có công ty về thì gia đình tôi mới biết được những cái sạch quá, được biết được những sản phẩm này thì gia đình tôi dùng thử. Thì đến giờ phút này là sau 45 ngày dùng thì đến bây giờ 43 ngày dùng thì thực chất là nói là như bà con được biết ấy, là thực chất là ruộng nhà tôi đây, đến bây giờ là tìm khắp mặt ruộng không bị một cây nào vại vẹo. Chứ mà trước kia chưa dùng là 2 luống này, 2 luống rưỡi vại vẹo, 2 luống rưỡi này là bị vại vẹo gần như hết, không được thu. Đấy là thực tế. Thì sau này đặt thì các cô ấy đưa sản phẩm về để ra dùng, tôi gia đình tôi dùng thì đến bây giờ là sau 43 ngày là đến bây giờ là không có một cây nào vại vẹo gì. Đấy là cái bệnh mà thực chất mà nói từ trước đến nay là chúng tôi đáng sợ nhất, vì chưa có một loại thuốc nào có thể xử lý được cái bệnh này. Đấy. Gia đình tôi cũng đã dùng các loại sản phẩm của các công ty, nhưng mà từ phun cho đến rắc cho đến tưới, nhưng vẫn không khỏi được cái bệnh vại vẹo. Nhưng đến giờ thì thực chất mà nói thì dùng qua sản phẩm này thì là chúng tôi thấy là đến giờ là không bị gì nữa, không bị một cây nào nữa. Thế còn thì nó cho dùng cái sản phẩm này thì nó có cái hai cái là, thứ nhất là nó cho cây khỏe, bộ lá tốt và củ cũng đẹp. Mẫu mã đẹp không? Mẫu mã đẹp mà đặc thù có cây rất khỏe, cọng lá này to, bản lá to, dày. Chứ nó lại không phải là to mỏng như các dòng phân bón lá khác. Những dòng phân bón lá khác nếu như phun vào thì nó cho được cái bộ lá to nhưng to mỏng, nên là rất dễ nhiễm bệnh. Còn riêng cái dòng này, sản phẩm này dùng vào thì cọng lá to, bản lá to nhưng to dày, nên là rất chắc chắn, nên là rất là gần như không có bệnh tật gì. Thế mà đặc thù là sâu thì gia đình tôi chỉ phải phun mỗi thời gian đầu lúc còn nhỏ thôi. Chứ còn đã đến trước đây, trước thời gian này là đến 15 ngày là gia đình tôi không phải phun nữa. Mà từ nay đến lúc thu hoạch
còn 7 ngày nữa là nhà tôi cũng không phải phun nữa. Đấy là mọi người nhìn thấy đây là thực tế. Nghĩa là trước khi anh phun chỉ phun bệnh mỗi giai đoạn đầu thôi. Chỉ phun bệnh và chỉ phun sâu và bệnh hai thời gian đầu chỉ có 2-3 lần thôi. Vâng. Sau này đến thời điểm về sau này trước khi tháng này là gần một tháng. Là không phải nói chung là tính ngược lại là đến gần một tháng. Đấy là anh dự phòng là anh phòng thôi chứ còn đúng không ạ? Bần sau mong anh là anh giảm vừa dần đi ạ. Đấy. Gần như là dùng đều đều đặn là gần như là dùng sản phẩm này thực chất nói thì về phân hóa học thì gia đình tôi là giảm khoảng 25-30% so với trước. Đấy là đầu, giai đoạn đầu tiên. Vâng, nứa đầu tiên. Nhưng anh thấy là cái đợt non của nó phát triển đẹp. Nói chung là dùng sản phẩm này thì như bà con được biết là không còn gì để mà nghĩ. Thứ nhất là bộ lõn lá là lên rất sáng, rất khỏe cây. Cọng to, lõn khỏe. Chứ nó không như những cái dòng sản phẩm khác là lõn nó thụt vào gần như không có lõn. Mà thời gian thì có lẽ là thời gian thì nó rút ngắn được từ 5 đến 7 ngày trước khi thu hoạch. Thế còn đấy như bà con đứng bờ nhìn ấy là lá bộ lá riêng hai ruộng này của nhà tôi nữa khác người nó sáng hơn của mọi người. Thì báo cáo các bác là trong cái giai đoạn vừa qua ấy thì là được sự nhất trí của Sở Nông nghiệp tỉnh Thái Bình và Phòng Nông nghiệp huyện Bình Phục và cũng được sự đỡ của bên ban nông nghiệp của xã phối hợp của xã đấy ạ để chuyển giao cái khoa học cho bà con về từng cơ sở. Thì đã vừa rồi đã xuống từng cơ sở được có một số các bác đã sử dụng rồi và hôm nay đã là làm cái mô hình tại nhà anh Thắng. Cái này thì các nấm bệnh rất là nhiều, nhất là nguyên nhân đấy do cái truyền thống thói quen người dân chúng ta là người sản xuất rau bò là chúng ta gần như là chúng ta sử dụng các loại phân hóa học rất là nhiều. Thứ hai là đặc biệt là sản xuất nhau thì các bác biết là hôm nay cây này lên thì chắc chắn ngày mai cây khác thì sẽ có nghĩa là đất không được nghỉ. Cho nên bởi vì vậy mà cái công nghệ phân bón hữu cơ với sinh ra chức năng dòng chất độc ma này đây là một trong những công nghệ tiếp tục tốt nhất để giúp cho các bác vừa là xử lý cải tạo đất này vừa bổ sung các dưỡng chất hữu cơ cho cây trồng. Thì như các bác biết đấy là đối với các cây thực vật của chúng ta mà nó mọc ở trên đất này nó có bộ gốc bộ rễ, các bác phải nên nhớ là đất và cát nó chỉ là cái giá thể thôi, nó chỉ là cái giá thể để cây nó mượn nó phát triển bộ gốc bộ rễ. Và những cái đối tượng cây mà mọc ở dưới đất này nó có bộ rễ thì những đối tượng cây này nó cần một cái lượng chất hữu cơ nhất định ở trong vùng đất để hút lên những cái điều hòa tiết kiệm. Nhưng mà gần như là cái thói quen của người dân Việt Nam rất là sản xuất nông nghiệp và phải trong năm nay là chúng ta gần như không dùng phân chuồng, đúng không ạ? Không dùng phân chuồng nên là cái chất hữu cơ trong vùng đất bây giờ nó cạn kiệt, nó suy kiệt, cái dinh dưỡng đất cũng còn. Đấy, chúng ta dùng đợt phân hóa học hết, cho nên là cái cây trồng đất chúng ta bây giờ nó suy thoái, nó bạc màu, nó thoái hóa, nó chua lại, nó váng lại. Cho nên là cái công nghệ phân bón hữu cơ này là một trong những nền tảng tốt nhất để hướng tới cho các bà con dân cũng là sản xuất theo hướng hữu cơ mà cũng là một trong những cái công nghệ để giúp bổ sung dưỡng chất đá cải tạo đất làm đất tươi sống tốt và tăng lượng nước tưới này. Cái gói này có bốn cái chức năng của nó, gánh vác bốn vai trò quan trọng. Cái vai trò thứ nhất là giúp các bác dùng anh này để thay thế hoàn toàn phân trồng truyền thống. Vai trò thứ hai là cải tạo đất làm đất tươi sống, tăng nồng độ khác của đất lên, tăng cái dinh dưỡng cho đất lên. Vai trò thứ ba đó là trị bệnh trong lòng đất và vai trò thứ tư đó là xử lý tàn dư thực vật trên đồng ruộng, nó biến những cái khó tan để trở thành những cái dễ tan, để trở thành thức ăn cho cây trồng. Đó là cái tác dụng của phân bón hữu cơ. Cái này nó không chỉ có nhóm chủng vi sinh vật hữu ích những nấm đối kháng không, mà nó còn giúp cho chúng ta đó là bổ sung rất nhiều các cái dưỡng chất cho đất. Cho nên là đối với cánh đồng màu chúng ta thì đây là một trong những cái công nghệ các bác tới đây có áp dụng. Đấy. Là về cái nano bạc thì đối với cái sản phẩm nano bạc này nó không phải là thuốc bảo vệ thực vật, không phải thuốc sâu, cho nên nó không có một hoạt chất gì cả. Nhưng mà khi các bác phun vào cái rau màu này, thì nó có một cái tác dụng giống như một cái áo giáp bảo hộ để nó không có một cái con vi khuẩn nào có thể xâm nhập vào để sinh ra cái nấm bạc trên cây trồng. Là đối với sản phẩm phân bón A2 này, ngoài cái việc phân bón đa lượng đạm lâm kali chúng ta bón thì chúng ta phải bổ sung thêm lưu lượng của nó, đó là các dưỡng chất như là kali, canxi, phốt pho, tôm. Khi cây trồng chúng ta nó cân bằng dinh dưỡng thì đương nhiên là cái cây trồng cái sức đề kháng nó sẽ tốt hơn. Đấy. Nó giúp cho cây chúng ta nó là hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, giúp cho bộ lá nó xanh và nó quang hoàng tươi sáng. Mà các bác biết là trồng rau củ quả mà bộ lá xanh tốt thì đương nhiên là nó sẽ hấp
quang học tốt và nó hấp thụ được nhiều dưỡng chất, nhiều đạm nitơ trong không khí để nuôi dưỡng cây. Khi mà hấp thụ được nhiều đạm nitơ trong không khí để nuôi dưỡng cây, cái bộ lá cây khỏe mạnh thì nó sẽ có rất nhiều dưỡng chất đưa xuống để nuôi thúc đẩy bộ gốc bộ rễ phát triển. Đấy, nó sẽ là giúp cho chúng ta nó là thành công trong cái lĩnh vực sản xuất nông nghiệp của chúng ta. Đó về cái sản phẩm phân bón hàng hạn. Đấy, đây nó không phải là chất kích thích mà các bác biết đây nó là các, nó giúp cho chúng ta nó bổ sung các dưỡng chất bổ dưỡng cho cây trồng chứ không phải là thuốc kích thích. Nếu mà thuốc kích thích thì tôi lại không nói, đúng không ạ? Cho nên các bác thấy phun vào đấy, cái lá nó to nó dày lá. Cái lá nó to nó dày lá chứ nó không phải nó bóng lá mà nó mỏng lá. Đấy, cho nên là cái hay của cái phân bón hai nó là thế. Thì các bác, nhiều các bác cái nhầm tưởng là nó cũng là phân bón lá, nhưng thực ra đây nó là chế phẩm sinh học, chứ nó không phải là các dòng thuốc kích thích. Đấy, nó là dùng cái công nghệ này để bổ sung dưỡng chất cho cây trồng, hấp thụ qua lỗ khí khổng của lá đi vào nước sắt của bì và giúp cho bộ lá nó vào khổng luôn. Nếu không phun cái này trong vòng một phút là nó tụ rồi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ nó tụ xong. Cho nên các bác nên nhớ là khi chúng ta phun ấy là chỉ phun nước qua, còn thổ thuốc tuyệt đối được phun lại. Bởi vì sao? Trong vòng 2 tiếng ăn xong rồi, nó ăn một lúc nhiều quá nó sẽ ngộ độc. Đấy, đó là cái mặt trái của cái sử dụng cái công nghệ này. Nên các bác phải thật sự ý đi. Thứ hai là thời tiết nắng nóng thì chúng ta chỉ phun vào thời tiết râm mát, nắng nhẹ. Bởi vì khi nắng nóng ấy thì trên tất cả các lá cây thực vật của chúng ta đấy thì nó sẽ cương cứng lên để nó chống thoát hơi nước của nó. Lúc này các bác mà phun vào thì nó không khác gì nó đổ tàu khoai, nó không có tác dụng. Cho nên chúng ta để thời tiết mát, cái lá nó mềm ra, cái lỗ cái khổng nó mở ra thì chúng ta phun cái nano bạc, cái công nghệ nano này thì nó chui qua cái lỗ cái khổng đó, nó đi vào cái lớp sắt rồi và nó giúp cho cái bộ lá nó phong hợp luôn. Thay vì chúng ta dùng phân bón gốc nó còn trải qua cái quá trình đó là phải có nước này phân mới tan ra được, sau đó là cây hút lên, nó còn qua cả một cái quá trình điều hòa sinh trưởng, lúc đấy nó mới đẩy lên để giúp cho bộ lá nó phong hợp. Thì nó thay thế thì cái công nghệ này nó giúp chúng ta đó là có thể là thay hoàn toàn phân đạm luôn. Mà cái này tôi gọi là đạm nitơ. Đạm này là giống như cái đạm ngày xưa các cụ nói là không có gì quý bằng đạm trời, chính là đạm này. Thế cho em hỏi là cái ruộng khoai này chị sử dụng những cái sản phẩm gì, và trước đây chị cấy chị sử dụng cái sản phẩm hóa học chị cảm thấy thế nào, và khi sau khi chị sử dụng cái sản phẩm công nghệ sinh học A2 thì chị cảm nhận thấy thế nào, thì chị cho em xin được ý kiến của chị. Bánh ruộng nhà tôi đây thì trước kia là chưa sử dụng cái sản phẩm A2, thì đất thì cái khu vực này là nó cũng không được tơi xốp. Thế nhưng mà sau khi được tập huấn với cái sản phẩm của A2 này thì gia đình nhà tôi đã dùng sản phẩm, và hiện giờ là cây khoai tây này là phát triển rất là tốt, và cái phần đất này thì hiện giờ kiểm tra là nó cũng tơi xốp so với mọi năm nhiều. Đối với ruộng khoai của chị nhà chị đây. Vâng. Đúng không ạ? À, trước khi chị trồng là chị sử dụng thì rắc cái gói này à? Vâng. Thì rắc cái gói này, và sau đấy khi chị sau dùng, đây là chị đây, chị sử dụng như thế nào nhỉ? Là khi mà khi chị dùng A2 này. Vâng. Là chị sử dụng A1 rắc A2 này với để cái nano bạc này chị. Vâng. Cộng lại với nhau để chị phun. Phun khi khoai mới bắt đầu, tôi phun khi khoai là mới bắt đầu nãy mà mình nhô lên khỏi mặt đất là khoảng 5 cm là bắt đầu tôi phun sản phẩm này, và cứ như thế là cứ 10 ngày là tôi lại phun một lần. Khi mà phun thuốc xong thì cứ sau 2 tuần thì tôi mới lại phun một lần. Và thì chị cảm thấy cái cây khoai này, cây khoai này thì nó phát triển là rất là tốt, vì là dây nó mập, vâng, dây nó mập mà không bị sâu bệnh. Chỗ đẹp. Gần như là củ bi. Khoan, cứ giấu đi làm bón ha. Củ bi nhà bác bằng củ tôm. Chữa bệnh là khỏi. Nó bị nấc bệnh. Tôi mua alo mẹ 2 là khỏi bệnh. Vâng. Nghĩa là khi bác cấy dùng A2 là bắt đầu là cây nhiều bác bị bệnh rồi đấy. Rồi. Xong bắt đầu khi về sau là có người giới thiệu bắt đầu với bác gọi đội đi điện để mua đúng không ạ? Đúng. Vâng, gọi là dùng cái nano bạc với A2. Ừ, nano bạc với A2 là khỏi bệnh. Các bác trật tự ạ, chị nói to đi ạ. Nhà tôi đã trồng cái cây rau bắp cải này. Thì bắt đầu khi làm đất xong là tôi có dùng cái sản phẩm của A2 để xử lý đất. Và sau khi trồng được tuần thì là bắt đầu tôi sử dụng để sản phẩm của A2 để phun gốc. Thì thời gian đầu thì cây trông nó như là bị coi ấy, lá nó dày, nhưng lá nó dày và màu nó vẫn xanh.
Thế nhưng mà chúng tôi vẫn cứ kiên trì dùng sản phẩm này thì đến bây giờ thì trong khoảng 10 ngày nay là cây bắp cải phát triển rất là nhanh, bắp to mà đều. Thưa chị là chị trước kia chị chưa dùng cái sản phẩm A2 thì chị thì bây giờ chị biết đến dòng sản phẩm cái Chico Đề Ma và phân bón của lá A2 cùng với lại nano bạc ấy, thì chị thấy như là có khác biệt gì không ạ? Nó có cái khác biệt là ngày trước thì năm nào nhà tôi mạch này tôi cũng trồng, thì khi chưa sử dụng cái sản phẩm A2 này thì lá bắp cải lá chân ấy, là vàng và úa nhiều. Nhưng mà năm nay dùng sản phẩm này thì từ đầu vụ đến giờ thì lá giữ, bộ lá giữ màu xanh rất là đẹp, chưa lá dày đúng không ạ? Cái biểu hiện là vâng, biểu hiện là vàng lá, úa lá. Thì chắc chắn như là sản phẩm A2 sẽ giúp như là cho chị như tăng cái năng suất này, hai nữa là giúp ngắn như thời gian như là cấy trồng bắp cải của chị. Đấy. Và trong cái thời gian tới này thì chị cố gắng như là chăm bón và theo dõi, và cái kết quả nó sẽ như là trả lời cho chị và giúp chị như là có một vụ như bắp cải bội thu. Cảm ơn chị rất là nhiều. Xin cảm ơn. Là vườn rau đầu tư bắp. Xóm Nhân Tài. Nhân Tài của xã Cẩm Sơn. Xã Cẩm Sơn, huyện Ninh Sơn. Vâng. Nghe nói anh phun ngô đây, mới vườn ngô này, ruộng ngô này được 4-5 ngày. 4-5 ngày mình được 4-5 ngày. Mới phun được một lần. Mới một lần. Vâng, còn cái ruộng kia là không phun. Không phun. Cũng cấy cùng ngày. Không phun đây. Cái chỗ này cho cái quà đấy, cái tội họp thôn vẫn đang chỉ khá phổ biến cho bà con này. Nghe hôm vừa rồi anh họp thôn này, anh phổ biến cho bà con. Vâng. 90 cân cái ruộng này nhà anh là 12 sao? Thước. 12 thước mà một buổi lấy là được 90 cân. 90 cân. Bán giá bây giờ là được bao tiền đây? Ấy bây giờ là lấy được mới qua là 8.000 cân. 8.000. 9872 một ngày lấy là được 720.000. 720.000 thế mà lấy là có được độ khoảng kéo dài được khoảng độ hơn tháng không? Không. Không được. Chắc là nó chỉ được độ khoảng 20 ngày thôi. 20 ngày. 20 ngày thế anh chịu khó anh phun cho em cái này thì nó sẽ kéo dài được thời gian hái. Rồi, vâng. Giờ đang thí điểm. Kéo dài được thời gian hái. Đúng chắc rồi. Chắn là kéo dài được thời gian hái, bởi vì khi mình phun cái này thì nó bổ sung cái vi lượng nó đều thì cây nó sẽ khỏe cây và nó rất là đều quả. Năm nếu như đã lấy quả đến tầm này rồi là cái tầm này là nó là... ít mà khả năng còn không có nữa. Vâng, thế nhưng mà giờ tầng dưới vẫn còn đúng không? Đấy, tầng dưới vẫn còn quả. Thế. Vâng. Thì tôi thấy nó có một cái sản phẩm này, tôi thấy là ở cái chỗ đấy. Vâng. Là cái thứ nhất. Lương này. Vâng. Bây giờ thì nó mới ấy nó chỉ phát triển ra nó mới. Quả rất là sai nhỉ, quả đẹp. Quay được thì nó mới nhìn được dưới đây. Đấy. Đây nhá. Đây này phải cầm cả mớ thế này cơ. Này. Đấy. Đúng không? Đúng rồi. Nó phải trồng như thế này. Đấy. Đây này, nhìn nó tự nó trâu vào đây. Nhìn những cái ngọn này. Đấy, nó trâu vào. Như này tự nó trâu, nó trâu tự nhiên chứ còn đấy. Mình mới quay nó mới nó vấn đề. Lý đẹp thích nhỉ. Đây này này. Đấy. Ôi giời. Đấy. Chị cho em hỏi chị tên là gì ạ? Hồng. À, chị ở xã nào? Xã Trung Châu. À, đội 4 đó, đúng không ạ? Thôn 4. Vâng. Thế chị lấy cái sản phẩm A2 với nano bạc của công ty chị phun cho rau ngót, chị thấy thế nào? Thấy nó đẹp. À. Nó xanh. Vâng. Ừ. Đây là chính là rau ngót của gia đình nhà chị đây đúng không? Đấy, quay rau ngót đi. Vâng, cái rau ngót này có mấy xào tất cả? Có. Chỗ này có hơn 3 xào. Vâng, báo cáo bà con hôm nay là đến chục ngày quay lại kiểm tra cái mô hình trồng ớt. Đây. Mình phun này còn vứt cả lọ đây. Mấy luống này là phun phân bón sinh học A2. Được 10 ngày. 2, 4, 6, 8, 10 luống. Rất là đẹp. Quả rất đều và lá rất dày. Đây còn báo cáo với bà con mình là ruộng bên này là không phun phân bón lá A2. Nhìn sự khác biệt của nó rất là rõ rệt. Đấy. Lá xoan tít lại rất là xấu. Đấy.
rất là xấu. Đây, khoảng cách giữa hai bờ. Ở bên này đây. Đấy. Cái này báo cáo chị là em đi về hôm nay cấy có chung quanh vườn thôi, mới bán được khoảng 5-7 tạ đây, còn chỗ này khoảng cấy 5-7 tạ thất tổng cũng nhập được khoảng hơn tấn. Nên là cấy chen kẽ ở cái cây hoa hòe thôi. Bây giờ nghiêm canh đấy. Vâng, cái bác không phun A2 không? Đây, vốn sản phẩm của A2 này này. Nó nắm quả. Vâng, nó nắm quả mà quả nó nói chung là nó đều đẹp quả. Báo cáo chị là em phun cái sản phẩm quả A2 này của cho lúa này, mà phun cho cây mướp này và em thấy quả nó ghê rồi. Mà em hái một đợt rồi này, một đợt hái được 70 quả rồi, nó như thế này, có 70 quả của em, chỉ có 4 quả được cân thôi. Ăn rất là ngon. Ăn rất là ngon là đưa cho. Cái này gọi là mướp đắng rồi. Mướp, cái này nó là mướp đắng rồi, mướp xanh này chuyên môn nếu trông nói. Trông như quả mướp ấy nhỉ? Vâng, nái nó đi mua là nó đa số được mua cái loại xanh này thôi. Vâng. Thằng Long tôi cấy có mỗi cụm đây để gần lấy quả ăn vậy rồi mà tôi mới phun có hai nửa thôi mà nó đang phỉ ra nó nắm hòa. Cái rất là dài luôn. Này. Bỏ cái khẩu trang đây. Dạ. Và ấy mà phân đây cứ tưởng là nó mất đi ấy, nó xót phân. Thế này lên sớm đây là cái vườn lạc của bà đi dùng thuốc hóa học với lại phân thuốc cỏ đúng không? Cỏ đấy là tưởng là lạc vườn lạc này bị chết này, có hai vườn lạc bà đổ vứt đi rồi, vứt vườn rồi, vứt vườn kia. Vườn này cũng đang định nhổ vứt đi đấy, vườn này tưởng là mất đi ấy. Nhưng mà đến khi nào là chúng ta đưa cái sản phẩm A2 lên. A2 lên là phun, mà bây giờ lắm củ nhầy. Thế là bà có hai vườn lạc, bà bị ảnh hưởng thuốc cỏ với lại hóa học, tưởng chết đi, nhổ đi một vườn để cấy ngô rồi. Còn vườn này vườn thứ hai cũng đang định nhổ đây. Nhỏ mà cuối cùng mà sai, mà sai mà già nhờ. Mà tưởng nhất là xác định vứt đi. Tứ vứt đi, cứ bảo năm nay mất mùa rồi. Bà đây ở xóm mấy nhỉ? Xóm Phú Thứ là của thôn Phú Thứ của xã Tam Thanh. Tam Thanh Vũ Bản. Vũ Bản đấy. Đây. Đấy. Anh giơ đây, anh giơ. Chết đi sống lại.